Xin chào tất cả các bạn. Ở trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cái bài cũng khá là cảm động, bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Đó. Thì bài này nó cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta chơi ở tông la thứ. Và để chơi được bài này thì chúng ta chỉ cần bấm được một số hợp âm sau. Thì bạn nào cũng biết rồi, tôi xin nói qua một chút thôi. Đầu tiên là hợp âm la thứ, ngón bấm đây, ngón bấm đây và ngón bấm đây. Đó, rất đơn giản. Tiếp theo là hợp âm son trưởng, ngón bấm đây, ngón bấm đây, ngón bấm đây. Đó. Hợp âm đô trưởng, ngón bấm đây, ngón bấm đây, ngón bấm đây. Đó, hợp âm re trưởng, ngón bấm đây, ngón bấm đây, ngón bấm đây. Và cuối cùng là hợp âm mi thứ thì ngón bấm đây, ngón bấm đây. Rất đơn giản thôi. Đó. Thì đầu tiên là cái phần intro của bài này, tôi chia nó ra làm nhiều đoạn để hướng dẫn để các bạn dễ dàng tập. Đoạn đầu tiên là giai điệu nó sẽ như sau. Đó, thì giai điệu là các bạn đầu tiên các bạn đặt cái ngón trỏ ở cái nốt si này, ngăn số 4 của dây số 3. Ta có nốt si, ta gảy lên. Đó, ta gảy lên, khi gảy lên các bạn kéo về nốt la. Đó. Đó. Là sau đó chúng ta bấm ngón út vào cái nốt la ở dây số 1 này, ngăn số 5 của dây số 1 chúng ta gảy. Đó, chúng ta có. Đó, thì đồng thời với cái việc gảy nốt la ở dây số 1 này thì chúng ta bật luôn dây bát la ở dây số 5. Đó, chúng ta có giai điệu. Đó, chúng ta đánh hai lần như thế. Đó, giai điệu nó như thế. Đó, thì cái nốt mi này là nốt mi buông, chúng ta buông dây mi chúng ta gảy. Đó. Đó. Thì khi đến cái nốt mi, đến cái nốt mi ở dây số 1 này thì chúng ta bấm luôn vào hợp âm la thứ. Và đồng thời với việc gảy nốt mi này thì chúng ta bật luôn dây bát la dây số 5. Đó, chúng ta bật, chúng ta sẽ có giai điệu tổng thể như sau. Sau khi hoàn thành được bước này, các bạn đã bấm được hợp âm rồi thì các bạn gảy được nốt mi, gảy nốt mi ở dây số 1 và bật nốt bát la ở dây số 5. Đó. Thì để cho giữ được nhịp phách thì các bạn đánh 3 check. 3 check, 3 check tức là 3 là chúng ta đánh dây số 3. Đó, và check là chúng ta giật đồng thời hai dây số 1 và dây số 2. Ta có 3 check thì chúng ta sẽ đánh giai điệu. Đó, 3 check. Thế là hết câu đầu tiên, chúng ta cùng thở phào tập lại một lần và chuẩn bị chuyển sang câu thứ hai. Đó, thì câu thứ hai giai điệu nó như sau. Đó, thì chúng ta bắt đầu từ cái nốt la này. Chúng ta bắt đầu từ cái nốt la này, nốt la ở dây số 3, ngăn số 2 dây số 3 chúng ta gảy này. La mi re mi là chúng ta buông, chúng ta gảy cái dây số 1 buông các bạn nhé. La mi re đây, la mi re. Thì khi chúng ta gảy cái nốt re này thì chúng ta nó phải rung cái ngón tay, rung ngón tay để cho nó cái âm thanh nó mùi mẫn. Đó. Và đồng thời với cái việc gảy nốt re ở dây số 2 này thì chúng ta bật luôn dây số 4, dây bát re. Đó, chúng ta sẽ có giai điệu. Đó. À, sau đó chúng ta đánh giai điệu tiếp này. Đó, chúng ta đánh này. Chúng ta gảy nốt mi, sau đó chúng ta dùng ngón giữa luyến vào nốt pha thang này để cho nó ra cái nốt âm thanh luyến. Đó, chúng ta có này. Đó. Fa mi, fa mi re do la. Đó. Fa một lần nữa này. Đó, thì các bạn khi các bạn đánh nốt mi này, các bạn phá mi này, phá mi thì các bạn đánh nốt mi này, các bạn bật luôn cả dây bát mi nhé. Đó, ta có. Đó. Đó, thì khi về đến nốt la này, chúng ta cũng bấm luôn hợp âm la thứ và đồng thời đánh nốt la dây số 4, dây số 3 cho nó các bạn. Chúng ta đánh luôn cả nốt la dây số 3 và dây bát la số 5. Đó, chúng ta bật đồng thời. Đó. Đó, chúng ta bật đồng thời nốt la dây số 3 và dây bát la dây số 5. Sau đó chúng ta móc để giữ nhịp. Móc hai dây số 1 và dây số 2.
Đó, cái việc chúng ta móc để chúng ta giữ nhịp thôi. Đó, chúng ta cùng đánh lại cái câu này. Đó, thế là chúng ta hết câu số 2 và cùng thở phào nhẹ nhõm để chuyển sang câu tiếp theo. Đó, câu tiếp theo thì giai điệu nó sẽ như sau. Hơi rắc rối, các bạn đánh theo nhìn kỹ tôi hướng dẫn này. Các bạn bấm từ cái nốt pha thăng này. Đó, các bạn gảy nốt pha thăng, sau đó các bạn kéo về nốt mi. Đó. Bấm ngón giữa các bạn nhé, bấm ngón giữa pha thăng kéo về nốt mi. Đó, khi kéo được về nốt mi rồi thì các bạn bấm luôn cái ngón áp út này vào. Ngón ấm bấm cái ngón áp út này vào luôn ngăn số 2 vào nốt la ở dây số 3 đó, ngăn số 2 của dây số 3. Ta sẽ có đó, ta sẽ có mi la si, si là cái dây số 2 buông rồi. Đó, mi la si, đó ta có mi la si, đó mi la si, mi re re re. Cái nốt re này chúng ta gảy dây si, sau đó chúng ta dùng ngón út luyến lên nốt re. Đó, nốt re dây si dây số 2 á, chúng ta đó đó, tôi đánh lại này. Thì khi chúng ta gảy này, thì khi gảy đến nốt si này, chúng ta đánh luôn đồng thời cái nốt si ở dây số 2 và nốt bát mi. Đó, chúng ta gảy đồng thời. Đó, sau đó chúng ta này, mi rê, mi rê. Nhớ là cái nốt rê này chúng ta phải gảy dây si, sau đó chúng ta dùng ngón tay chúng ta luyến lên nốt rê nhé. Khi gảy đến nốt si chúng ta lại tiếp tục bật nó. Đó, gảy nốt si này chúng ta lại gảy nốt si dây số 2 si buông này, chúng ta lại tiếp tục bật nốt bát mi. Đó, thì tôi đánh lại câu này như sau. Đó, nó rất đơn giản thế thôi. Sau đó chúng ta đánh tiếp giai điệu này. Ta có la sòn đó. Đó, thì khi chúng ta gảy đến nốt sòn này, chúng ta bấm ngón áp út vào cái ngăn số 3 của dây số 6 này để chúng ta có nốt bát sòn, và chúng ta đánh đồng thời nốt sòn ở dây số 3 và nốt bát sòn ở dây số 6. Đó, chúng ta có này. Đó, tiếp theo chúng ta có giai điệu. Đó, chúng ta chúng ta gảy nốt gảy dây son ở dây số 3. Đó, chúng ta gảy dây son ở dây số 3, sau đó chúng ta dùng ngón giữa để chúng ta luyến xuống để chúng ta có nốt la. Đó, la si mi. Đó, chúng ta có la si la này. La đố các bạn nhé. La đố. Đố là nốt đố ở dây số 1 này. Đó, la này, đố này, chúng ta có này. Đó, la đố. La đô mi, la đô mi, đó la đô mi, la đô mi, la đô mi, la, đó chúng ta có này, la đô mi, la đô, chúng ta
chuyển ngón áp út lên xuống bấm nút đổ. Đổ mi la. Tôi đọc lại này. La la đô mi la mi la. Đó. Thì tôi sẽ đánh lại cái câu này và không đọc tên nốt nữa để các bạn cảm âm. Thì khi đến nốt la, ở dây số 3 này, chúng ta đánh đồng thời nốt la ở dây số 3 và bật nốt bát la ở dây số 5 luôn. Đó. Thì tôi tổng hợp cái câu vừa nãy đến giờ, câu này nó sẽ như sau. Đó, tôi đánh chậm lại một lần nữa này. Khi các bạn tập được câu này thì bạn nào chưa tập được thì có thể stop video lại để tập nốt cái câu để chúng ta chuyển sang cái câu cuối cùng. Thì câu cuối cùng này ấy, nó rất là quan trọng, tại vì khi chúng ta đây nó là cái câu mồi, chúng ta hát hết một câu chúng ta lại chêm nó vào, đây là câu lót, nó sẽ có giai điệu như sau. Thì câu này mỗi lần chúng ta hát xong một đoạn chúng ta lại chêm câu này vào, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chêm ở đoạn nào, chúng ta phải tập kỹ câu này. Đó, nó sẽ có giai điệu như sau. Thì các bạn đánh này, các bạn bấm hợp âm la thứ, các bạn đánh theo số dây nhé. 4 3 2 thì chúng ta sẽ có la mi la đố mi la đố. Đó, chúng ta đây mi la đố. Đó, các bạn gảy theo thứ tự dây là 4 3 2, nó ta sẽ có giai điệu như thế. Sau đó các bạn kéo ngón giữa này từ cái nốt mi ở dây số 4, các bạn kéo lên. Đó, kéo lên nốt pha thăng, sau đó các bạn lại kéo về. Đó, các bạn kéo lên từ nốt mi lên nốt pha thăng này, sau đó các bạn lại kéo từ pha thăng về mi. Đó, mi re pha này, mi pha re mi pha, tức là pha thăng các bạn nhé, mi re. Đó, các bạn đánh lại giai điệu này. Đó, các bạn thả ra là các bạn được gảy nốt re. Đó, tôi đánh lại này. Đầu tiên thì 4 3 2, mi la đô mi re. Đó, giai điệu tiếp theo nó sẽ như sau. Chúng ta có này, đô re đô re mi la này, đô re, đô là dây số 5, re là dây số 4, đô re mi la. Đó, thì đến khi đến nút la ở dây số 3 này, chúng ta móc đồng thời nút la ở dây số 3 và đánh dây bát la số 5, chúng ta móc hai lần như vậy thì ta có tổng thể câu này nó sẽ như sau. Thì các bạn đánh rải, nó là điệu bolero, các bạn đánh rải như thế này cho tôi cho nó hay. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nhớ mẹ. Các bạn đánh này, bát 3 2 1, 2 3 1, 2 3, bát 2 3 1, 2 3 1, 2 3, bát 2 3 1, 2 3. Đó, cứ theo cái hình hiển thị đó các bạn đánh. Còn cái về phần hợp âm của cái lời đệm hát này thì tôi để ở trong phần mô tả ấy, các bạn đánh theo cái phần hợp âm tôi để đó thì nó sẽ chính xác. Các bạn cứ đánh theo rải bát 3 2 1 2 3, đó các bạn đánh. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nhớ mẹ. Đó, cứ theo hợp âm đó chúng ta đánh. Chỉ lưu ý một điều là khi đánh hết mỗi câu thì các bạn phải chêm câu lót này vào này. Đó, thì câu này nãy tôi hướng dẫn các bạn tập rồi. Còn về cái phần điệp khúc của nó các bạn nhé, các bạn phải quạt chả rumba. Đối với bạn nào chưa biết cái điệu quạt chả rumba thì có thể tìm lại cái video ấy, phần link
tôi để ở dưới phần mô tả đó, hoặc các bạn có thể có tìm lại cái video cũ trong kênh của tôi hướng dẫn rất chi tiết rồi. Các bạn quạt mẹ ơi, mẹ ơi. Đó thì cái điệu quạt chảo rumba này tôi đã hướng dẫn rất chi tiết rồi. Ở đây tôi không hướng dẫn lại nữa, làm mất thời gian của các bạn. Nó rất đơn giản như thế thôi. Xin chúc các bạn thành công.